hỏi xin coi có được eo không. Trời này là cho đi. Ở mặt của rồi nó bảo vệ ở mặt dễ sợ luôn. Sướng ha. Không hả? Dạ. Cho đi. Mà giày này thoải mái nữa nè anh. Em đi giày này thích lắm luôn. Mà phải cao cao đi mày giận cho anh thoải mái. Vậy tao mua cho tao phải mang, tao đâu thích mang mấy cái đồ vậy mà tin đâu. Quên Thạnh đi đấm đấm với anh. Nó thấy cái đôi mà đính hộp đôi Louis gì đó kêu ra. Nghe này, có gì bữa nào mua tặng đâu, có đôi mang ngoài, có đôi mang ngoài, có đôi mang ngoài. Chồng à, cái đôi chiếc đá đá của anh đúng không? À, mà anh có mấy đâu vậy, anh mang ngoài vậy đó không? Dạ. Mang gì cũng được, để tiền mua nhà mua đất. Thì ra là giày tụi mình gom này cũng không bằng anh Thành. Đúng rồi. Mình gom này hả? Nhà đất là ai? Hai vợ chồng hai mua đất ở Tân Thành chỗ nào tôi biết luôn. Đừng có đi vô hết. Không, cái đất cái miếng đất đó thì nhớ chiêu chiêu à. Cái miếng đất đó thì nhớ chiêu chiêu à. Nhớ vô đây à. Cầm mấy cái cây cho vui. Chắc nó có chừng này hà, trên bản đồ á. Anh mới là ghê sâu cái sân bay Long Thành á. Đúng rồi, đang bay, đất ở đó đang bay. Mấy trăm mét vuông hả em? Rồi mấy trăm gì, mấy người này mà mua là mấy ngàn á. Mấy trăm ha. Ơi, lại đồn nữa. Mấy trăm đồn ha, đúng rồi. Trời ơi, đồn sợ thiệt luôn á. Trời ơi, ui quay nữa đấy đó, ngày mai lại có cái báo xuất hiện nữa. Trời ơi, nhà chúng tôi nghèo lắm, đừng nói vậy. Trời ơi, làm có luôn đời em bị xích xiền vậy đó hả? Hút cái gì kỳ vậy? Biết lo. Ai khóc nỗi đau này. Sao không cứ biết cái đôi giày này đã độn sẵn rồi? Tạo, anh Giang coi thử có độn của anh Giang để phân. Cái cục gì đây nè, cái mắt cá nằm trên đây là biết rồi. Hai mà người này cứ kỳ quá đi. Ca sĩ mà từ lúc mập lên làm hề luôn á chị. Ca sĩ mà từ lúc mập lên làm hề luôn á chị. Mình đang có 10 kg hả? Đang nhét. Tại em nhiều chuyện anh, xin lỗi anh. 10 kg. Wow. Em nghĩ là 10 kg. Em là do bị 11 kg. Ông chích. Ông chích toàn ăn hả? Ông chích cho nên là nó sưng ra thôi. Chứ không hề mập. Không hề mập. Buồn nào hơn đêm nay. Buồn nào hơn đêm nay. Người ta đưa đó gì thì mình đi tới đó giải quyết. Lâu lâu mang người ta hỏi sự mình đâm ra vậy thôi. Biết. Chứ đừng có ngoan quá, hiểu không? Mình vẫn theo cái nội dung của người ta đưa ra. Rồi sau mình tranh người ta nói gì. Ê, nãy tôi nhớ lại chết mình nói bậy rồi. Đâm mày cái là cười rằng vậy thôi. Không hiểu lắm. Ví dụ như nó, ủa, em mới đi Cà Mau vậy hả? Dạ đúng rồi. Em đi Cà Mau làm gì? Dạ có vài công việc. Anh không nhớ hả? Đó, vậy vậy. Xem lát nữa nó tự bay đó. Sao không phải? Đấy là cái nội dung đó. Xong lát nữa nói, thấy chưa, nói mời em đừng có đi Cần Thơ. Em đi Cần Thơ nào? Còn em đi Cà Mau. Là bắt đầu là người ta bị hỏi sao người ta quên cái thông tin mà chính người ta đưa ra. À là phải chơi lại cái người mình chọn. Đó, đúng rồi. Ừ, là nó vui liền. Tôi vừa mới coi đúng không chứ dường dào vui dễ sợ. Nó đáng vui khủng khiếp luôn, còn nhớ không? Bây giờ tập mê cô đó mà mỗi lần thấy cổ là tay chân nó rụng rồi, không làm được gì hết á. Nếu mà thấy tay chân rụng rời thì không nên yêu nữa. Rụng rời không làm được gì cả thì mày yêu cũng chả làm được gì cả, trong khi tay chân mày rụng rời. Nhưng mà tao vẫn thích cô đó. Nhưng mày đã chắc chưa? Chắc. Nếu thế thì mai tao sẽ đi mua cho mày một cái xe lăn. Hoặc là một cái nạng. Mày đi đến chứ không mất công mày rụng rời ra đấy là mày không làm gì. Nó đáng yêu mà. Nó đáng đó. Chăng bây giờ là
Rồi, sợ Phương rồi. Lần trước vô không biết giải quyết sao. Nghe tên Phương là sợ. Giao nấu cơm, Phương nấu cơm. Khỏi cần hỏi cũng tự biết rồi. Ai cũng biết hết rồi, cả thế giới biết rồi. Ủa gì hả? Ghê vậy? Nấu cơm mà ghê gì? Không, vậy cũng ghê. Ghê nấu được cơm mà ghê. Nấu các món chứ cơm miền Tây, tàu hả, xin rồi. Bình thường mà. Cái này có khi phải làm bà ông Giang Vlog đây. Ui bây giờ con giữ nghề con có nhà thiếu nhi không à? Cho con bú thôi chứ không phải nhà thiếu nhi. Cho bú xong rồi chạy đi làm đi ngoài. Ok vậy lâu lâu mới vô lần hả? Ừ, có xô thì mới vô thôi. Chồng làm rồi đó hả? Ủa thân tình quá à. Lâu lâu mới nói chuyện thân tình được. Bình thường có toàn là một người chặt chém một người hàng cái MC một người chặt. Nè, tâm bất biến với dòng đời dạng biến mình thấy không? Nó hỏi anh cũng đâu có trả lời. Có gì của em có chuyện trả lời chứ. Thôi mà kịch bản. Ai biết? Thì ở đó, em có quan tâm. Không biết gì, hỏi mấy đứa đi coi. Mỗi người tự biết phòng mình thôi chứ. Vậy là chắc chắn là một là chị Long, hai là cái dạng đó. Đúng rồi. Chị hai người kia rồi. Em thích phòng nào? Biết để làm gì? Nhiệm vụ mình vào là đưa ra tình huống mình giải quyết một cách thoải mái nhất, một cái thông minh, một cái hài hước nhất để cho mọi người xem mình cho nó vui vui tí. Còn nếu đưa vào tưởng bi thì mình cảm xúc thật. Còn lâu canh trưởng phòng mà nói bậy bậy gì đó, mình chọn cái cho trưởng phòng banh sát chơi vậy thôi. Chứ có gì đâu, hùa game này chơi vui. Vui là vui, cái người nào mà họ lăn lộn nghĩ ra vui chơi. Vui không phải là hài. Thấy không? Vui là mình xử lý tình huống theo cái cách con người của mình nghĩ. Chứ ai nghĩ vào đây quăng miếng để mất cười. Đâu phải là chỉ đi hài đâu, quăng miếng mất cười không? Cái chuyện mà làm mắc cười hay không mắc cười là do trưởng phòng mới tự làm, hiểu không? Còn việc của mình là mình cứ xử lý đủ một cách nhẹ nhàng, trơn tru, sạch sẽ, đẹp đẽ đó, nhẹ nhàng vượt qua một cái chuyện gì đó nó đưa ra đó, vậy thôi. Lâu lâu mình nó quên cái gì mà nó đưa thông tin sai lệch, như ban đầu nó đã đưa thì mình chọn cái là khán giả cười rần là nó cũng đứng hình, vậy thôi. Trưởng phòng cũng thích đứng hình đúng không? Phải đứng hình thì lúc đó nó mới vui. Còn không nhiều khi tội nghiệp trưởng phòng. Giống như hôm qua bà Hiền Hồ, tôi cũng nhà thằng mất trí nhớ. Cái tôi cãi bà, anh lại, em đừng nói vậy, anh cái người mất trí nhớ thì đừng nên cãi người còn trí nhớ. Có phải là bạn không muốn cho anh đi chữa trị là bởi vì bạn muốn lấy luôn cả cái công ty này đúng không? Công ty của mình đừng lấy làm gì nữa bạn. Giờ nha, bây giờ mình nói nha, mình đang có thai với anh Tiền rồi. Anh Tiền ngồi xuống, đụng vô thai, đụng thai. Trong thời gian mất trí nhớ mà làm có thai được luôn hả? Mất trí nhớ chứ đâu có bị mất cái đó đâu. Làm sao? Anh mất trí nhớ làm sao anh có bầu được? Mất trí nhớ chứ còn cái kia vẫn còn. Thấy không? Người ta cười đó là vậy đó. Ừ. Mà nói đúng, mất trí nhớ chứ cái kia đâu có mất. Thấy không? Dạ nói chuyện với Dạ tự nhiên mình cũng đỡ lo chứ xíu. Sao em khóc vậy? Giờ em kêu nó kìa. Để cổ được hả? Nhiều chiêu lắm. Cổ ghê vậy? Cầm chiêu nào mà em rừng được không anh? Cổ vậy? Nhiều chiêu lắm. Bữa nào đi? Anh đừng có bị phiền quá. Ôi thiệt các anh này. Bạn quay phim lại. Hả? Đây có rồi anh ạ. Trời ơi, bạn ơi. Nó chưa có bồ mà nó nghe là ông già nó tên bé chưa rồi. Dạ, đúng rồi. Dạ, rồi. Đó là nói là cơm tới chưa. Mà sao nghe chữ là tên bé chưa ta? Nghe có bé chưa? Chẳng sang trung tâm lý, dấu hiệu của gọi là thế nào. Có cái link YouTube đến kèm với Hoàng. Cảm ơn ạ. Gửi cái